Bà sáng nay học trên lớp. Ô tô ớt cỡ ớt có nặng cột cột cờ ơ tờ ớt và ức vất nặng vật cái vật ơn nợ ơn cờ ơn cơn ô tô ớt sổ 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 cơ sổ ai ai sợ ai say ô tô ớt bỏ bất nặng bỏ say bỏ quả ai quay hỏi quả ơ tờ ớt sắc ớt quả ớt ơ tờ ớt ngọt cất sắc ngất ư a ư a mờ ư mưa ngất mưa hỏi cây bao nhiêu tuổi cây không nhớ tháng năm cây chỉ giang tay lá che tròn một bóng râm những người bạn tốt như mày chỉ từ nào cũng học gì đó một trơn nha. Dạ. Ốt cột cột cờ cột cờ bột xay bột sốt cơn sốt ớt vợt ngất mưa ngất mưa ớt quả ớt vợt cái vợt một bóng râm cây không bao nhiêu tuổi hỏi cây bao nhiêu tuổi giang tháng năm đen giang giang tay lá giang tay lá bóng râm một bóng râm che mỏi mỏi che tròn một bóng râm cây chỉ giang tay che tròn một bóng râm cây bao nhiêu tuổi không nhớ tháng năm chỉ giang tay lẻ che tròn bóng râm tốt những người bạn tốt người bạn tốt những người bạn tốt một bóng râm tháng năm giang tay lá hồi như con đọc lại hết câu thơ này. Hỏi cây bao nhiêu tuổi cây không nhớ tháng năm cây chỉ giang tay lá che tròn một bóng râm những người bạn tốt. Rồi bây giờ con đọc cho mẹ những cái từ này nha, đọc trơn ha. Dạ. Ốt ốt ớt
Ốt. Ớt. Ốt. Cột. Cây cột. Ốt. Một. Số một. Ốt. Thốt. Nốt. Thốt nốt. Thốt nốt. Thốt nốt. Thốt nốt. Ớt. Ớt. Cây ớt. Ớt. Thốt. Cái thốt. Ớt. Lớt. Lớt. Phớt. Lớt phớt. Út. 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 Cây. Cột. Số một. Thốt nốt. Ớt. Cây ớt. Cái thốt. Lớt. Phớt. Lớt phớt. Lớt phớt. Hai. Ở đây người ta kêu yêu cầu mình làm gì? Nói. Nói đúng rồi. Nói gì đây? Trái ớt. Đột. Đốt tre. Đốt tre. Đốt tre. Đốt tre. Sốt. Số 100. Cái. Cái. Thất. Ừ, rồi con nói đi. Dạ. Ở bên đây bài này người ta yêu cầu làm gì? Viết chữ thích hợp. Chữ gì? Chữ bằng ốt và bằng ớt. À, điền ốt hay ớt. Rồi, ở đây điền bằng gì đây? Ốt. Sao điền bằng ốt? Củ, kè, rốt. À, dán bằng từ rốt kìa. Ô tổ ốt, rốt, 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 rốt. À, cái này là cái gì? Cái như là cái loa cái gì yeah. Camera. Nó để chỉ chờ ở đây nè. Điền bằng ốt hay bằng ớt? Chết chết. Thất chết. Ưa ưa. Cửa gọi cửa chết cửa. À cái này là cái tay nắm cửa. Chết à. Cửa. Ớt. Ớt. Ớt hả? Ốt. Ớt. Ớt là chết hả? Không ai nói chết cửa. Ô tổ. Nếu mà điền bằng ốt thì sao? Ô tổ ốt. Chốt 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 cửa. À ô tổ ốt. Chốt cửa được không? Dạ được. Vậy điền bằng gì? Chốt cửa. Điền bằng gì? Chốt. Ô tổ ốt. Ô tổ ốt đúng rồi. Còn cái này. Hết. Ô tổ ốt. Hết đó. Hết. Hết tóc. À đúng rồi. Rồi đi nè đi. Kè rốt. Nó đánh bằng đây. Kè kè ô tổ ốt. Sắc. Kè 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 ô tổ ốt. Rốt rốt rốt. Kè rốt. Ô tổ ốt. Cho sắc chốt. Chốt cửa. Ô tổ ốt. Rốt rốt.
Rồi. Rồi, để con đọc lại đi. Củ cà rốt. Chốt cửa. À, chốt cửa. Chốt cửa. Hết tóc. À, vậy xong. Giờ mình học xong cái vần cốt và vần ớt rồi. À, giờ mình chuẩn bị bài cho ngày mai luôn.